the Nosvik worm. Within only 2 weeks, chúng ta sẽ đưa Việt Nam quay trở về thời kỳ đồ đá. Việt Nam. Sản xuất: Ban thực hiện sản xuất phim Việt Nam. Tổng đạo diễn Yamamoto Satsu, đạo diễn Masuda Kentaro, Koizumi Takashi, quay phim Okojima Kaichi, Fuji Yoshitaka, âm nhạc Oki Masao, thu âm Studio Minio, tiếng động Fukushima Yukio, hợp tác sản xuất Hội Hữu nghị Nhật Việt, Ủy ban ủng hộ nhân dân Việt Nam, công ty Nihon Denpa News. Lời bình: Suzuki Mizuho, Naraoka Tomoko. Tất thảy mọi thứ trên mặt đất đều trở thành những mảnh đổ nát. Dãy phố xinh đẹp với những bức tường gạch đỏ, công trình đang xây dựng dở, ruộng vườn màu mỡ đang chờ thu hoạch. Minori yutakana daichi mo.
Tổ quốc cần than như con thơ cần sữa mẹ. Mười hai giờ ba mươi phút ngày 5 tháng 8 năm 1964, không quân Mỹ đột ngột ném bom đánh phá miền Bắc. Cuộc chiến tranh xâm lược trên không của quân đội Mỹ với nước Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa, một nước xã hội chủ nghĩa, đã bắt đầu từ mỏ than Hồng Cai và nhanh chóng lan rộng toàn bộ lãnh thổ Bắc Việt Nam. Dòng giã suốt 4 năm, cho đến khi kết thúc chiến dịch oanh tạc miền Bắc, quân đội Mỹ đã thả xuống nơi đây hàng triệu tấn bom trong hàng vạn đợt oanh tạc. Đây là con số khổng lồ nếu so với các chiến dịch oanh tạc đã từng xảy ra trong các cuộc chiến tranh, gấp 2 lượng bom trong cuộc chiến tranh Triều Tiên, gấp 3 trong Đại chiến Thế giới 2, gấp 6 lần lượng bom Mỹ thả xuống Nhật Bản. Vậy mà Việt Nam vẫn sống, vẫn vững vàng trong mưa bom bão đạn. Khối đại đoàn kết nhân dân mà nòng cốt là Đảng Lao động Việt Nam dưới sự lãnh đạo của Chủ tịch Hồ Chí Minh đã thể hiện một sức mạnh kiên cường. Tiếng hát được sinh thành và nuôi dưỡng từ lịch sử 3.000 năm bất khuất chống giặc ngoại xâm không thể nào bị dập tắt bởi tiếng gầm rú trên không của máy bay và bom đạn. Nhà máy dệt Nam Định, nhà máy có quy mô lớn nhất Đông Nam Á, cũng bị bom Mỹ phá hoại hoàn toàn. Nhưng quân Mỹ không thể làm nhà máy ngừng sản xuất. Các phân xưởng đã được sơ tán đến nơi an toàn. Máy móc về các vùng nông thôn ở các địa phương và không một ngày ngưng nghỉ. Sợi vẫn được xe, vải vẫn được dệt dưới bàn tay khéo léo của các nữ công nhân trẻ. Núi rừng xanh tươi hùng vĩ là thành lũy ngăn bom đạn quân thù. Công cụ sản xuất nông nghiệp được chế tạo ở khắp các thôn xóm. Bàn tay có thể làm ra mọi thứ cần thiết cho cuộc sống. Đây là hình ảnh của người dân Việt Nam dưới bom đạn quân thù. Những thứ thiết yếu đối với sinh hoạt và sản xuất đều được tự cung tự cấp ở mỗi thôn xóm, mỗi huyện, mỗi tỉnh. Để nhân đôi sức mạnh của một người, phát huy sức mạnh của 10 người thành sức mạnh của 30 người,
nông dân đã tập hợp vào hợp tác xã, tổ chức sản xuất nông nghiệp tập thể từ lúc gieo mạ đến khi thu hoạch. Dù chiến tranh có kéo dài 10 năm hay 20 năm thì chúng ta cũng không sợ hãi. Đây là khẩu hiệu của mọi người dân Việt Nam. Được đem sức mình cống hiến cho sự nghiệp vĩ đại của dân tộc chống Mỹ cứu nước, là con em của thủ đô xã hội chủ nghĩa, dân tộc anh hùng. Các thanh niên tập trung đông nghịt trước quảng trường nhà hát thành phố Hà Nội. Chính là các thanh niên xung phong chuẩn bị lên đường tới khắp các địa phương trên cả nước. Họ đang nhận được sự khích lệ từ người thân và nhân dân thành phố. Thanh niên xung phong là tổ chức thanh niên có thành phần từ 16 đến 25 tuổi và 2/3 trong số họ là các đoàn viên nữ. Nhiệm vụ của họ là khôi phục nhanh những tuyến đường, những cây cầu vừa bị bom phá hỏng, đảm bảo cho tuyến giao thông nối với tiền tuyến luôn thông suốt. Họ còn có nhiệm vụ mở những con đường mới, vận chuyển lương thực, thuốc men, đạn dược ra chiến trường. Bắt đầu từ ngày hôm nay, họ sẽ tới các địa phương làm nhiệm vụ trong suốt 3 năm, đóng góp phần mình vào công cuộc bảo vệ Tổ quốc. Trong số họ, có người là cựu thanh niên xung phong đầy kinh nghiệm, nhưng cũng có người lần đầu tiên tham gia. Họ là những sinh viên tình nguyện rời ghế giảng đường đại học. Họ đến từ nông thôn, từ các nhà máy, từ khắp các địa phương trên cả nước. Đoàn xe tải chạy dọc theo quốc lộ số 1 rồi tỏa ra các ngả để tới các địa phương khác nhau. Tiểu đội 1 hướng tới khu vực Vĩnh Linh, tiền tuyến của miền Bắc, nơi vĩ tuyến 17 chia cắt Việt Nam thành hai miền Nam Bắc. Tiểu đội có 33 người, trong đó 23 là nữ. Tiểu đội trưởng Nguyễn Hồng Lý, 20 tuổi.
Tiểu đội phó Đặng Thị Lý, 24 tuổi. Tiểu đội phó Phan Ngọc Đạo, 24 tuổi. Đội trưởng đội văn nghệ Giang Thị Bé, 21 tuổi. Tiểu đội trưởng Hồng Lý phổ biến lại nhiệm vụ cho toàn thể các đội viên. Nhiệm vụ của tiểu đội chúng ta giữ bảo đảm mạch đường giao thông ở Vĩnh Linh, từ Hà Nội đến Vĩnh Linh. Nhiệm vụ của tiểu đội chúng ta giữ bảo đảm mạch đường giao thông Vĩnh Linh, tuyến đầu của miền Bắc. Vĩnh Linh cách Hà Nội 600 km. Chúng ta phải đến được Vĩnh Linh sớm ngày nào tốt ngày đó. Vì dọc đường máy bay Mỹ có thể ném bom, nhiều khi chúng ta có thể trên đường đi chúng ta sẽ gặp máy bay Mỹ ném bom, phải đi qua những con đường gập ghềnh. Nhưng cho dù có khó khăn vất vả đến đâu, chúng ta sẽ không đánh mất ý chí và tinh thần tươi sáng của người thanh niên. Và mọi người phải chú ý giữ gìn sức khỏe để có thể chiến đấu lâu dài. Chính trị viên Trần Thị Lộc, 22 tuổi. Chính trị viên Trần Thị Lộc nhấn mạnh, chính trong hoàn cảnh gian khổ nhất, tất cả chúng ta cần phải đoàn kết nhất dưới sự chỉ đạo của cấp chỉ huy. Cầu Hàm Rồng. Tên cây cầu này đã trở thành niềm tự hào của mọi người dân Việt Nam. Cầu Hàm Rồng là điểm nút trên tuyến giao thông huyết mạch quốc lộ 1, đã hứng chịu khoảng 4 triệu tấn bom qua hàng chục triệu lượt đánh phá của quân đội Mỹ. Nhưng chính các chiến sĩ bảo vệ cây cầu này đã bắn rơi 99 máy bay của quân thù. Phụ lão và trẻ em tiếp nước và đồ ăn cho các chiến sĩ, còn phụ nữ tham gia dân quân tải đạn và chiến đấu với máy bay Mỹ bằng súng trường. Nhân dân Việt Nam đã bảo vệ an toàn cho cầu Hàm Rồng như bảo vệ một biểu tượng của lòng tự hào dân tộc.
Hành quân trong cái nóng thiêu đốt thật là vất vả. Khe suối này đối với họ bây giờ là một món quà vô cùng quý giá của thiên nhiên. Tiểu đội trưởng Hồng Lý ngay sau khi gia nhập thanh niên xung phong đã viết quyết tâm thư. Đó là khi cô tham gia công việc phá bom hẹn giờ, bom từ trường, bom nổ chậm mà không quân Mỹ thả xuống khắp mọi nơi. Tôi tình nguyện tham gia công việc phá bom. Nếu chẳng may tôi có thất bại, thì tôi tin các đồng đội của tôi vẫn sẽ bình tĩnh và dũng cảm tiếp tục công việc này thay tôi. Tôi tự hào là một thanh niên xung phong quang vinh đã chiến đấu đến hơi thở cuối cùng. Dọc đường vào Vĩnh Linh, thế có thời gian là họ lại tranh thủ học. Tiểu đội phó đạo là người duy nhất đang học cấp 3 nên luôn đảm nhận vai trò giáo viên. Được hả? Vậy hả? Chà, đồng chí việc nhiều. Tiểu đội phó đạo muốn tiếp tục học nhưng mái trường đã bị bom phá sập. Bạn bè đồng học lần lượt ra chiến trường nên anh cũng quyết định lên đường. Hẹn ngày trở lại, tạm biệt mái trường thân yêu khi nước nhà thống nhất. Mặt đất bị bom đạn cày xới lồi lõm tựa như mặt đất trên mặt trăng. Các chiến sĩ quân đội Việt Nam luôn lạc quan yêu đời. Ở mọi nơi đóng quân, họ đều được bà con nông dân đón tiếp nồng hậu như những người con trong gia đình. Tất nhiên, các chiến sĩ luôn cố gắng hết mình để tự cung tự cấp. Tận dụng thức ăn thừa, họ chăn nuôi lợn, gà, vịt. Các chiến sĩ không quân sau giờ bay chiến đấu cũng tranh thủ thời gian rỗi để làm đồng. Cả các phi công thuộc đội lái máy bay phản lực trang bị vũ khí tối tân nhất cũng vậy.
Tỉnh Quảng Bình là nơi hứng chịu bắn phá dữ dội, chỉ kém tuyến lửa Vĩnh Linh. Ở nơi đây, lực lượng thanh niên xung phong địa phương cũng luôn tranh thủ lúc ngừng giữa các đợt bắn phá để tu sửa những con đường. Tiểu đội thanh niên xung phong đang trên đường tới tuyến lửa Vĩnh Linh được lệnh tạm nghỉ chân ở đây. Tuy mới gặp lần đầu, nhưng họ vui mừng thân thiết hỏi thăm sức khỏe nhau. Nhưng một tin buồn đã tới. Chỉ vỏn vẹn 3 giờ trước đây, một người đồng chí của họ đã hy sinh trong đợt bom bắn phá con đường đang sửa chữa giờ. Trên lồng ngực đã tắt lặng của cô gái vẫn còn bức thư cô viết về cho cha mẹ. Bố mẹ kính mến, con đã quen với cuộc sống cùng rất nhiều bạn bè đồng đội, mạnh khỏe và tích cực công tác. Công việc và sinh hoạt không dễ chút nào, trái lại, liên tục những ngày vô cùng vất vả. Đã có những ngày cơm ăn chỉ với muối, nhưng khổ cực này hoàn toàn khác với nỗi khổ mà bố mẹ phải nếm trải ngày xưa. Đó là sự gian nan đầy ý nghĩa để đi tới chiến thắng vinh quang của tương lai. Chỉ cần nghĩ như vậy là con lại thấy lòng mình trở nên hăng hái kỳ lạ. Việt Nam là một đất nước có nhiều sông suối. Trong khi máy bay Mỹ điên cuồng ném bom phá hoại những tuyến đường giao thông trên bộ, thì đội vận tải bằng thuyền cố gắng bù lại những khoảng trống đó. Đối với người Việt Nam, đường giao thông vận tải không chỉ là những con đường bộ, sông, cánh đồng, đồi núi. Xe không được đi thì dùng thuyền, thuyền không dùng được thì thổ xe đạp. Xe đạp không được thì có những bờ vai con người, vận tải vẫn luôn thông suốt, không hề ngưng nghỉ một phút giây. Trên đường hành quân ra mặt trận, những lúc vui nhất của các thanh niên xung phong là lúc họ ở trọ nhà dân. Hôm nay trời đẹp quá nhỉ, chị giặt cái gì mà nhiều thế? Giặt mấy cái áo của tôi, mấy cái áo em tôi. Chị làm sao có nhiều bát nhỉ? Từ sáng ngày không rửa được thì bây giờ rửa mấy cái chén đó. Người Việt Nam có câu, với người thân không cần thêm nồi thêm mâm, chỉ cần thêm đũa thêm bát. Đúng như câu thành ngữ đó, thanh niên xung phong đi đến đâu cũng được bà con nông dân đón tiếp nồng hậu như con em trong nhà, cùng sẻ chia từng bữa cơm, ngủ chung giường, chung chiếu.
Nông dân ở các làng xã cũng phân công bảo vệ từng đoạn đường. Hễ đường bị bom bắn phá, những người nông dân lập tức vác tới gạch, gỗ đã được chuẩn bị sẵn để lấp hố bom. Nếu vẫn thiếu, họ sẵn sàng dùng cả ngôi nhà mình để hố bom được lấp kín. Và cứ như thế, những con đường luôn được lực lượng thanh niên xung phong và nhân dân các địa phương bảo vệ an toàn qua bao nhiêu đợt bom phá hoại. Làng Nhân Trạch là một làng chài có 3.036 dân. Với 1.860 đợt ném bom, trung bình mỗi người dân nơi đây chịu 286 quả bom rội xuống mái nhà. Cả làng chài đã bị xóa trắng. Thế nhưng, những người dân chài vẫn không rời xa làng một bước. Trẻ em được đưa đi sơ tán, còn người lớn ở lại với làng không thiếu một người. Họ vẫn tiếp tục làm nước mắm, loại nước chấm không thể thiếu trong mỗi bữa ăn của người dân Việt Nam. Tổng thống Johnson tuyên bố với thế giới rằng không quân Mỹ chỉ ném bom những mục tiêu quân sự bằng sắt thép và bê tông. Vậy chiếc thuyền đánh cá bé nhỏ này là mục tiêu quân sự?
những dân quân chiến đấu để bảo vệ tổ quốc và xóm làng nơi họ sinh ra và lớn lên. Không có gì quý hơn độc lập, tự do. Câu nói của Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn khắc sâu trong tim mỗi người. Những người dân chài làng Nhân Trạch đã bắn rơi 4 máy bay Mỹ bằng súng trường. Đây là nơi sơ tán của trẻ em làng chài. Máy bay Mỹ bị bắn rơi lại phục vụ người dân Việt Nam. Máy bay phản lực chiến đấu tối tân, niềm tự hào của quân đội Mỹ giờ biến thành những chiếc nồi, chiếc thìa nhỏ. Cháu tên là gì? Thế cháu tên là Phạm Văn Báo. Thế cháu bao nhiêu tuổi rồi? Cháu mới 1 tuổi. Thế cháu mấy anh em tất cả? Cháu 4 anh em tất cả. Cháu học lớp mấy? Cháu học lớp 2. Thế khi mà bố mẹ cháu chết thì cháu có nhớ không? Khi bố mẹ cháu chết chúng cháu rất nhớ. Thế khi mà bố mẹ các cháu chết thì các cháu như thế nào? Khi bố mẹ cháu chết, xã hợp tác xã đến đem đến đây là nuôi, rồi được sự chăm sóc giúp đỡ của cô. Dạy học tốt và giặt giũ quần áo, rồi khâu vá quần áo. Chúng cháu rất khỏe và học tập ngoan, học tập ngoan. Thế khi mà thế bây giờ thì cháu có nghĩ như thế nào? Bây giờ cháu nghĩ thế nào? Giờ cháu nghĩ cháu được vào đội thanh niên tiền phong. Cháu được vào nên đội thanh phong, đi vào trường cháu học giỏi, để ở về nhà cháu nghe lời cô bảo dạy bảo, rồi lớn lên sẽ trả thù cho bố cháu và mẹ cháu. Khi ngủ đưa ngủ say thì đến 10 giờ thì nghe máy bay đến ầm ầm, thì nghe tiếng máy bay thì thả bom, như thế là sập nhà, là bị đổ nhà xuống thì cháy ba cái hầm thì không có chỗ nào mà ra được. Thì tôi lại kêu lấy được các cháu ra thì mấy cháu nó ra được hết, thì còn hai cháu ngủ với tôi. Thì tôi cứ nghe nó khóc thì là tôi bới lấy cháu, thì nhưng mà chỉ lấy được một đứa con gái ra nên 7 tuổi. Thì còn một đứa thì là chết ở trong hầm, như thế là ra do. Thì còn một đứa lấy ra được thì
được anh em thì khiêng ra sang bệnh viện thì được 3 ngày thì chết. Nhưng mà lúc ấy thì nó bỏng rất là sưng hết mình lên mà không có chỗ nào lành nữa. Thì lúc ấy con chết thì tôi cũng không biết cái gì, biết rằng con chết rồi. Được 2 lần tiếp máu nữa thì lúc ấy thì sức khỏe của tôi cũng đã khá. Thì sau khi này thì được 5 tháng thì là bắt đầu vá da, lấy hết da đùi của tôi lên vá vào cổ là mấy tay. Thì trước khi vá cũng không biết đâu, các bác làm thì chả cho biết đâu, sau khi này thì vá xong thì mới biết. Thì như thế là vết thương mỗi ngày thì nó lành đi, đến ngày tháng 8, 30 tháng 8 thì các bác sĩ bảo là vết thương của tôi khỏi rồi. Thì bây giờ thì ở xa con thì giải quyết cho về, cho xuất viện về với con thì vết thương được khỏi thì cũng đi được về. Về đến nhà thì con trai nhớn của tôi ấy, thì lúc ấy thì con trai nhớn đi ra bộ đội nhưng mà tôi còn nằm ở dưới bệnh viện, tôi chưa về được. Nhưng mà tôi, ý nghĩ của tôi là căm thù thằng Mỹ thế nào thì biết rằng tôi nằm bệnh viện thì tôi nhờ bệnh viện làm thuốc để cho con trai tôi đi bộ đội để trả thù cho các hai đứa chết. Làng trại ngư thủy này là mục tiêu thường xuyên của pháo tầm xa. Một tiểu đội pháo dân quân toàn chiến sĩ nữ đã được thành lập để chống trả. Thường vụ đảng ủy và toàn thể đảng bộ và nhân dân là quyết tâm là sẽ thành lập một phân đội gái, nhằm mục đích là vừa là chiến đấu vừa sản xuất để bảo vệ cho nhân dân. Thứ hai nữa là đảm đương cho tất cả các đồng chí nam là đi chiến trường. Đơn vị chúng tôi là có là trên 40 đồng, gần 40 đồng chí. Và trong, nói về trong là bộ phận chỉ huy á, thì học là trên ban. Các đội viên đã tập hợp đông đủ, nhưng việc tính toán để bắn thật chẳng dễ chút nào. Người học cao nhất trong số họ cũng chỉ đầu cấp 3, còn lại hầu hết mới qua cấp 1. Nếu không tính toán đúng góc độ, cự ly, tốc độ và hướng gió thì không thể bắn trúng tàu địch. Mọi người động viên nhau thức trắng đêm để học. Khi mà đầu tiên mà liên ban cho biết như vậy, giới thiệu qua vị trí kỹ thuật như vậy, lý thuyết như vậy thì chị em chúng tôi cũng thấy là khó khăn. Nhưng trong cái khó khăn đó thì chị em chúng tôi đã là quyết tâm. Để sử dụng pháo cần phải có sức khỏe. Người có sức khỏe sẽ được giao vai trò pháo thủ, nhưng những người khác cũng sẽ phải giữ bệ pháo nặng 30 kg bằng một tay hay liên tục khuân những quả đạn nặng 16 kg. Vì thế sáng sáng các nữ dân quân tập chạy, tập nâng những thùng đạn hay khúc gỗ nặng để rèn luyện thể lực. Hiện giờ, toàn bộ nữ dân quân của tiểu đội đã vác được thùng đạn chứa 2 quả đạn nặng 32 kg. Thành thạo là thao tác làm được. Vì các đồng chí vô tuyển. Bàn tay vốn chỉ quen với lưới và chài trở nên ngượng nghịu trước máy móc. Khi nghe đến tên các bộ phận của thiết bị vô tuyến, họ đã nghĩ rằng không thể nào học được. Nhưng tất cả đều nghiến răng cố gắng. Về cũng như sự là động viên cổ vũ của là đảng ủy. Để có thể quen với tiếng đạn pháo, mọi người gõ nồi son, gõ vỏ đạn để tai quen dần. Ngày 7 tháng 2 năm 1968, phát hiện hai khu trạm của địch. Hai khu trục hàm chạy từ Bắc vào Nam. Điểm ngắm cột ra đó, bắt chiếc đi sau. Hai khu trục hàm chạy từ Bắc vào Nam, điểm ngắm cột.
Vậy là sau 2 tháng kể từ ngày bắt đầu luyện tập, các cô gái lần đầu được giáp mặt với tàu chiến địch. Tất cả đều vô cùng hồi hộp. Mười một giờ 50 phút, tàu khu trục mang số hiệu 013 thuộc quân đoàn số 7 của Mỹ đã bị bắn chìm. Sau chiến công đầu tiên này, các nữ dân quân đã bắn chìm tổng số 4 tàu chiến Mỹ. Thường vụ đảng ủy và toàn thể đảng bộ và nhân dân là quyết tâm là sẽ thành lập một phân đội gái. Xã chúng tôi đã là toàn đảng toàn dân đã cương quyết là bám làng chiến đấu, bám hố bom sản xuất và bám là biển để đánh cá. Không một ai là rời khỏi là làng. Chúng tôi tuy già nhưng mà theo lời bác dạy, tuổi già thì trí càng cao. Cho nên khi chúng tôi nghe được tin các cụ Hoàng Hóa, Thanh Hóa đã bắn được chơi máy bay giặc Mỹ, cho nên khi chúng tôi cũng là được sự đồng ý của đảng ủy địa phương của chúng tôi cho chúng tôi được thành lập đội lão quân. Mà mặc dù tuổi già sức yếu, người thì đau lưng kém mắt, nhưng mà chúng tôi cũng quyết tâm để khắc phục làm thế nào để mà đánh được giặc Mỹ. Chứ chúng tôi là quyết là thực hiện Hoàng Hóa và tỉnh Thanh Hóa và để làm thế nào để cho đánh được giặc Mỹ. Cũng phải chứ đấy. Cú đi sức khỏe ra sao? Cú tụi khỏe lao. Khỏe tốt. Cú con mắt con đi thì... Nào tốt. Tốt là cứ đeo thôi. Cứ đeo luôn. Chúng tôi rất muốn được chiến đấu. Nên bây giờ, khi được lập đội dân quân, thì tất cả mọi người đều vui mừng tập hợp lại. Tất cả khoảng 20 người, tuổi từ 55 đến 68. Nhưng có cả những cụ mắt đã kém, có cụ bị bệnh xương khớp, lưng đã còng. Vì vậy, cho nên phải kiểm tra sơ bộ tình trạng sức khỏe và tinh thần từng người. Kết quả là 12 người đã được lựa chọn. Thì cụ có như là mình là yếu sức khỏe, thế nhưng về sản xuất với con cháu có bảo đảm nè. Bảo đảm. Thì cụ ở đây tất nhiên là trong khi điều kiện mình là gặp khó khăn đi, ở tân địa mệt nhọc. Cô Cương Quyết nè. Cương Quyết. Bây giờ tới vòng kiểm tra thể lực. Vị cao niên của làng tuyên bố chỉ cần 3 cụ giơ nổi súng là được, còn nếu không sẽ không thành lập được đội lão dân quân. Các cụ đều gắng hết sức. Cụ khỏe kết hợp với cụ yếu và súng đã được giơ cao. Dân làng kéo tới xem và cổ vũ các cụ. Ấy là mày ngắm dùng cho người trả thù một là bắn máy bay trên không. Lại thêm khó khăn đây. Tưởng đã vác nổi súng là xong, nhưng nào ngờ phải nhớ tên từng bộ phận, biết cách tính toán góc độ, độ cao. Mệt thật, từ thuở cha sinh mẹ đẻ đến giờ, các cụ đâu có biết toán học là gì. Bộ dao, thằng Túc nông súng thì lấy lồ ngắm trung tâm. 32, bắt tiêu, bắt tiêu đâu. Bắt đầu tăm 70 cái lý tập. Kiểu là sĩkên no hi. Hôm nay là ngày kiểm tra. Chỉ trong vòng 8 ngày mà các cụ đã có thể sử dụng súng. Cụ Hồ nói thật đúng. Tuổi càng cao, ý chí quyết tâm càng lớn. Tất nhiên là các cụ
đã đỗ trong cuộc thi ngày hôm qua. Từ hôm nay, đội lão dân quân đã chính thức thành lập. Đồng chí bí thư chi bộ thôn đã giao nhiệm vụ phải bắn hạ địch sau trận chiến đấu thứ 10. Hôm nay là trận đầu tiên nên phải chuẩn bị mọi thứ thật chu đáo. Càng chờ lại càng thấy lâu, không ai giấu được cảm giác sốt ruột. Thật kinh ngạc, các cụ đã bắn trúng máy bay địch mà là ngay trận đầu tiên. Làng đảo Phan Phức có 4.200 dân, tất cả đều là tín đồ Thiên Chúa Giáo. Hai nhà thờ xứ đạo và 5 nhà thờ giáo xứ đã bị tàn phá sau 4.483 trận bom.
đất nước Việt Nam đã trở thành trận địa kiên cường từ trong bom đạn. Đàn ông, đàn bà, người già, trẻ nhỏ, tất cả đều đứng lên chiến đấu khi quê hương bị kẻ thù xâm phạm. Nỗi đau đớn tột cùng, nỗi đau ấy sẽ biến thành sự căm hờn. Căm hờn đến không sợ cái chết. Mọi người tập trung đến nhà thờ dưới lòng đất, cùng thề nguyện sẽ chiến đấu và cầu nguyện cho linh hồn những người đã hy sinh, cầu cho thắng lợi trong cuộc chiến đấu vì chính nghĩa. Kelly yêu dấu, anh gửi đến em tất cả tình yêu. Anh vẫn khỏe và luôn mong mỏi được sớm trở về. Anh đã biết được rằng cuộc chiến tranh Việt Nam này ngày càng bị lên án. Anh mong rằng chính phủ của chúng ta sớm tìm ra lối thoát thích hợp để kết thúc cuộc chiến này, để anh sớm được trở về với những người thân yêu. Since then, I have been well fed, I have received medical care, I am allowed to bathe regularly, and I have received all the necessities of life. ¶¶
Thời kỳ thực dân Pháp đô hộ trước kia, rất nhiều nông dân bị mất ruộng vườn, cuộc sống xác xơ nghèo đói. Năm 1945, khi bị quân Nhật cướp thóc gạo, 2 triệu người dân Việt Nam đã chết đói. Vậy mà ngày nay, khi trở thành nước xã hội chủ nghĩa, trong hoàn cảnh đạn bom ác liệt của quân thù, vẫn không có một người dân nào bị chết vì đói. Quân Mỹ có tàn phá các công trình thủy lợi thế nào, thì những phụ nữ này vẫn không để ruộng đồng thiếu nước bằng chính những đôi tay, đôi chân trần của họ. Quốc lộ có bị phá hoại thế nào, thì cũng không thể dừng những vòng xe xuyên rừng cắt núi của đội vận tải xe thồ chở tới 250 kg gạo trên mỗi xe. Chúng ta không được quên đất nước ta liền một dải từ Bắc chí Nam. Đã từ hơn 20 năm trước, ngày 2 tháng 9 năm 1945, Việt Nam đã trở thành một nước độc lập. Trước đó, trong suốt 80 năm, Việt Nam là thuộc địa của thực dân Pháp. Những lô cốt này cũng là của quân Pháp dựng nên để thống trị nước ta. Năm 1940, phát xít Nhật tới xâm lược, chúng ta đã chiến đấu dưới sự lãnh đạo của Chủ tịch Hồ Chí Minh và Đảng Lao động. Rồi tới ngày 15 tháng 8 năm 1945, Bắc Nam đã liền một dải. Chúng ta đã giành được độc lập tự do, không thể nào quên niềm vui của toàn dân tộc trong ngày độc lập đó. Nhưng quân Pháp lại một lần nữa xâm lược nước Việt Nam độc lập. Một thời kỳ vô cùng gian nan, bởi chúng ta là một nước thuộc địa vừa giành độc lập, lại vừa trải qua nạn đói làm 2 triệu người chết. Nhưng 9 năm ròng rã, dưới sự lãnh đạo của Hồ Chủ tịch và Đảng Lao động, nhân dân Việt Nam đã chiến đấu và cuối cùng đã tiêu diệt hoàn toàn quân Pháp sau cuộc tổng tấn công Điện Biên Phủ ngày 7 tháng 5 năm 1954. Sau đó, năm 1956, theo Hiệp định Geneva, chúng ta đã tiến hành tổng tuyển cử và thành lập một chính phủ duy nhất. Vĩ tuyến 17 là biên giới tạm thời trong vòng 2 năm cho tới khi tổng tuyển cử.
Thao ơi, em nằm đó hay thiên thần đang say giấc? Thiêm thiếp tuổi thơ hai hàng mí nhắm chặt ngỡ ngàng. Vầng trán vương rối tóc xanh. Hàn tàu nó sô nên yêu. Kimi wa soko ni nemutteiru. あどけないまぶたを固く閉ざし、額に柔らかな髪を垂らし、君は静かに眠っているようだ。ハンタオの少年よ、爆撃で崩れ落ちた家の下から君を見つけたとき、君は蝶々をしっかりと握っていた。誰が忘れられる4月14日の朝早く、アメリカの飛行機がふるさとを襲い、あっという間に君の短い命を奪ったのだ。ハンタオの少年よ、君のお母さんは悪夢の中をさまよい、君を生き返らせようとした。胸は怒りで締め付けられ、言葉も出なかった。ハンタオの少年よ、君がしたかったことはあまりにもわずかしかできなかった。残虐な敵が全てを奪ってしまったのだ。ハンタオの少年よ、君は夕べも花園で蝶々が待っている夢を見たのかい。ハンタオの少年よ、君にも聞こえるかい。嵐のように襲ってきた敵機が撃ち落とされる音を、君の眠っている青い小さな墓からも聞こえるだろう。Em không tròn nửa giấc mơ, máu quân tàn bạoTôi mồ Bình Định Vĩnh Linh. Tuyến đầu Vĩnh Linh đang chờ đợi những thanh niên xung phong trong sự tĩnh lặng đáng ngờva cảm giác căng thẳng tột độ. Quốc kỳ Việt Nam Dân chủ Cộng hòa vẫn bay phần phật trên vĩ tuyến 17, ranh giới phân chia Việt Nam thành hai nửa. Sông Bến Hải trôi êm đềm như đang quặn giấu trong lòng những nỗi đau và hờn căm của dân tộc. Khoảng cách với miền Nam chỉ vòn vẹn 200 mét. Ngọn đồi mờ mờ bên kia là căn cứ quân sự Mỹ. Khu giới tuyến Vĩnh Linh có dân số 75.000 người.Ruộng đồng, núi đồi, tất cả đều bị bom đạn cày nát. Trong tổng số lượng bom thả xuống Việt Nam, 4 phần rơi xuống mảnh đất này. Tất cả mọi thứ trên mặt đất mà người dân tạo dựng trong suốt 10 năm trời đều bị phá nát.
xưởng in nằm dưới lòng đất này là một bộ tư lệnh chiến đấu không thể thiếu. Đây là nơi in ấn từ tài liệu của Đảng và Chính phủ, giáo trình học tập cho đến chuyển đơn khẩu hiệu, đảm bảo các tài liệu này được chuyển đến tay người dân một cách nhanh chóng. Người Việt Nam rất thích trà, tới mức trà đã trở thành một nhu yếu phẩm trong sinh hoạt thường ngày. Đây chính là nơi sản xuất loại trà cao cấp nhãn hiệu Bến Hải. Cửa hàng bách hóa cũng ở dưới lòng đất. Nhưng điều ngạc nhiên ở đây là không theo chế độ phân phối như những nơi khác. Ngoài việc được mua hàng hóa với số lượng không hạn chế, mọi người được tự do lựa chọn các mặt hàng cần thiết. Đây là sự ưu tiên của nhân dân cả nước dành cho tuyến đầu Vĩnh Linh, với mong muốn giảm bớt khó khăn vất vả cho người dân sinh sống và chiến đấu nơi tuyến đầu khói lửa này. Đồng chí cho tôi xin một ít. Vâng, các thứ đây. Đồng chí cho tôi xem cái tăng đơ. Vâng, đây tăng đơ đây. Mời đồng chí dùng. Vâng. Đồng chí cái tăng đơ này tốt lắm. Vâng, cái tăng đơ. Hào giao thông chạy vòng vèo từ xóm này sang xóm khác, từ nhà ra cánh đồng. Một gia đình nông dân có thể yên tâm sống trong căn nhà an toàn nằm sâu hút dưới lòng đất này. Căn nhà dưới lòng đất có cả bếp, phòng ngủ và tuyệt đối an toàn ngoại trừ khi bị bom dội trúng đầu. Người cha trong gia đình này đã chết trong một trận bom. Hai người con trai đều nhập ngũ và đang chiến đấu trên chiến trường. Chỉ còn ba mẹ con ở lại bám trụ và tham gia sản xuất cùng mọi người trong hợp tác xã. Ở Việt Nam, có tục lệ đội khăn trắng trong vòng 3 năm sau khi người chồng, người cha trong gia đình qua đời. Nhưng ở Vĩnh Linh, nơi mà một cái bóng con vật cũng có thể bị dội bom, thì chiếc khăn tang trắng sẽ trở thành mục tiêu oanh tạc, nên không thể đội nó khi ở trên mặt đất. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
Chị Hót thì khá rồi, chị Hót là diễn viên xuất sắc mà. Chị Hót thì... Cho dù có vắng bóng mặt trời thì con người nơi đây vẫn yêu cuộc sống. Ở đâu cũng thấy các cô gái rôm rả chuyện người yêu. Các cô cười vô tư, tựa như không hề có cuộc chiến nào trên đời, trêu chọc nhau chuyện người yêu, chuyện những lá thư tình. Em nói rồi đó, em là người idiot. Không chỉ không nhận được thứ anh luôn, đây đừng nói rồi mà tôi. Cái quyền tỏ gì là con em nhận được thứ mà. Mà cô bắt em rồi. Cả nó chạy không được. Nhà trẻ và lớp mẫu giáo tất nhiên cũng ở dưới lòng đất. Tranh thủ những lúc an toàn, bọn trẻ được tắm nắng ở sân thể dục. Người lớn làm hầm phòng không trong những đường hào sâu để bảo vệ những sinh linh bé nhỏ tránh khỏi bom đạn kẻ thù. Và thẳm sâu trong trái tim mình, họ khát khao mong mỏi sớm đến ngày bình yên để con trẻ có thể chạy nhảy tự do trên mặt đất thênh thang. Còn bây giờ, mặt đất là nơi chiến đấu và sản xuất, lòng đất là nơi con người sinh sống. Khoai lang thu hoạch một năm bốn vụ. Trong cuộc chiến tranh lâu dài thì đây là một loại cây lương thực quan trọng.
Khi máy bay địch đến, mọi người dạp xuống tránh không để bị phát hiện, chờ đến khi máy bay địch rút đi. Những người nông dân không một ai trốn chạy. Máy bay giặc đến, mọi người nhanh chóng chạy xuống hào giao thông gần đó và chiến đấu. Rồi khi địch rút, họ lại ra đồng tiếp tục công việc. Cứ như vậy, sản xuất vẫn được đảm bảo hàng ngày. Cuộc chiến tranh Việt Nam là cuộc chiến tranh nhân dân. Mọi người dân sống trên mảnh đất này đều đứng lên chiến đấu. Bởi vì trong mỗi con người Việt Nam đều thấm sâu giá trị của độc lập, tự do qua những chặng dài lịch sử đấu tranh và chiến thắng bằng sức mạnh của chính dân tộc mình. Để giữ gìn giá trị ấy, người dân Việt Nam đang tiếp tục chiến đấu với quân xâm lược Mỹ bằng tất cả sức mạnh của mình. Và chính trong cuộc đấu tranh ấy, người sáng hình ảnh chân thực của nhân dân Việt Nam vừa chiến đấu vừa sản xuất để bảo vệ cuộc sống của mình. Số máy bay Mỹ bị bắn rơi đã lên tới trên 3.300 chiếc.
Họ đang hô to, Mỹ hãy cút khỏi Việt Nam. Tranh thủ lúc không có máy bay, lực lượng thanh niên xung phong tiến hành việc sửa chữa đường. Khi xe qua là lúc họ sung sướng nhất. Đường đã sửa xong, nhưng chưa kịp dựng cọc tiêu hướng dẫn, nên các thanh niên xung phong quàng khăn trắng đứng dọc hai bên đường thay cọc tiêu hướng dẫn xe qua. Dưới lòng đất, họ cũng có những phút vui vẻ khi không phải chiến đấu. Nhiệm vụ của là phụ nữ của chúng ta là phải là làm đúng nhiệm vụ của người phụ nữ ba đảm đang, và là quyết tâm là bất cứ trong mọi tình huống trường hợp nào cũng là quyết là để phát huy hơn nữa sức mạnh của mỗi người. Các cuộc thảo luận được tiến hành thường xuyên. Hôm nay mọi người sôi nổi thảo luận xoay quanh lời kêu gọi của Hồ Chủ tịch, nhiệm vụ của phụ nữ. Nhiệm vụ gì trong mọi tình huống nào cũng là quyết hoàn thành nhiệm vụ của mình.
qua cái lời kêu gọi của chủ tịch thì tôi vừa đọc xong thì chưa chị em là xem thử là cái phát biểu của mình và cái hiểu biết của mình qua cái lời là bác đã kêu gọi thì nhiệm vụ của phụ nữ như thế nào thì chưa là chị em là phát biểu. Rồi kia. Nói. Tất nhiên đó là vấn đề rất lớn, rất có ý nghĩa của toàn thể nhân dân Việt Nam, của nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa. Đó cũng là cái thắng lợi của các nước xã chủ nghĩa. Như mọi người đều biết, Đế quốc Mỹ đã tiến hành cuộc chiến tranh phá hoại bằng không quân, hải quân chống nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa. Nhưng chúng đã thất bại thảm hại. Trong quá trình 4 năm chiến đấu đi đến thắng lợi, nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa đã không ngừng tăng cường lực lượng về mọi mặt. Trong lúc bây giờ, Đế quốc Mỹ tiếp tục thất bại và suy yếu, và hiện nay đứng trước những khó khăn trùng trùng điệp điệp. Điểm thứ nhất là quân Mỹ toàn bộ và vô điều kiện phải rút khỏi miền Nam Việt Nam cùng với quân chư hầu. Thứ hai là phải thành lập chính phủ liên hiệp để nhân dân miền Nam Việt Nam tự giải quyết công việc nội bộ của mình, không có sự can thiệp của nước ngoài. Nhân dân Việt Nam chúng tôi quyết chiến đấu để hoàn toàn giải phóng miền Nam, tiến tới hòa bình thống nhất tổ quốc của mình. Trong cuộc chiến đấu lâu dài, trái tim những người mẹ đập rộn rã vì đã lâu rồi các chị mới được tới địa điểm sơ tán gặp các con. Chắc chắn cuộc chiến tranh gian khổ của nhân dân Việt Nam sẽ thắng lợi. Một ngày không xa, Bắc Nam chia cắt sẽ lại liền một dải như cảnh đoàn tụ của những em bé và những người mẹ này. Chủ tịch Hồ Chí Minh đã đi xa. Cả cuộc đời người chỉ phấn đấu vì một mục đích cao cả. Không có gì quý hơn độc lập, tự do. Đất nước ta chỉ có một, dân tộc ta chỉ có một. Chừng nào còn bóng quân xâm lược trên đất nước ta thì chúng ta còn tiếp tục chiến đấu để đánh đuổi chúng. Thank you.
Cuộc chiến tranh vẫn đang tiếp diễn. Để giải phóng miền Nam thống nhất đất nước, còn phải tiếp tục chiến đấu, dù là miền Nam hay Paris. Chắc chắn nhân dân Việt Nam sẽ làm được điều đó. Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Cuộc kháng chiến chống Mỹ có thể còn kéo dài. Đồng bào ta có thể phải hy sinh nhiều của nhiều người. Dù sao, chúng ta phải quyết tâm đánh giặc Mỹ đến thắng lợi hoàn toàn. Dù khó khăn gian khổ đến mấy, nhân dân ta nhất định sẽ hoàn toàn thắng lợi. Đế quốc Mỹ nhất định phải cút khỏi nước ta. Tổ quốc ta nhất định sẽ thống nhất. Đồng bào Nam Bắc nhất định sẽ sum họp một nhà. Nước ta sẽ có vinh dự to lớn là một nước nhỏ mà đã anh dũng đánh thắng hai đế quốc to là Pháp và Mỹ và đã góp phần xứng đáng vào phải thuộc về nhân dân Việt Nam. Chắc chắn nhân dân Việt Nam sẽ giành được thắng lợi hoàn toàn. Vì sao hỡi miền Nam yêu dấu, người không hề tiếc máu. Vì sao hỡi miền Nam chiến đấu,
người hiên ngang không chịu cúi mình. Xin hãy trông những đôi mắt nhỏ, đôi tròng đen lặng ngó rừng rừng. Rào gai thép giam em bé đó, và quanh em lửa đỏ bừng bừng. Hãy trông những người con gái ấy, người ta yêu khuôn mặt trái xoan. Một sáng sớm mùa xuân thức dậy, bỗng dội tràn bom cháy thành than. Tất cả nói một lời giải phóng, cứu miền Nam, cứu miền Nam. Ôi cửa Phật cũng dầu sôi lửa bỏng, dẫu thiêu mình làm đuốc vẫn cao. Có phải hỡi miền Nam anh dũng, khi ta đứng lên cầm khẩu súng, ta vì ta 30 triệu người, cũng vì 3.000 triệu trên đời. Ôi tổ quốc giang sơn hùng vĩ, đất anh hùng của thế kỷ 20, hãy kiêu hãnh trên tuyến đầu chống Nam anh dũng tuyệt vời. Miền Nam trong lửa đàn sang